Ok, và xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì lại là một cái ngày thứ hai đầu tuần. Và cũng khá là bất ngờ khi tuần này lại ra sự kiện rất là sớm luôn. Thì mình nghĩ thứ năm tuần này chắc cũng sẽ ra sự kiện thôi. Tại vì sự kiện tuần này thì chỉ trong vòng 3 ngày, cái mục nạp liên tiếp đây. Đó, từ 25 cho đến 27 này. Thì mục nạp tích lũy chứ, mình quên mất. Thì để xem qua cái sự kiện tuần này sẽ có những gì nhá. Mình sẽ làm clip đập hộp cái sự kiện tuần này luôn. Thì đây có cái mục cao nhất là 3.500 kim cương, sẽ nhận được đá Dragon Tiger. Và cái mục nạp 2.000 có xuất hiện một cây súng MG, súng mới thuộc dòng M60 Green. À, được đấy. Rồi tiếp theo, chung là mục này, sự kiện tuần này thì toàn nhận được đá Dragon Tiger thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào mình đập hộp luôn đi nhờ. Đấy, cái hình ảnh đấy mình quên, mình tắt vội quá. Thôi bây giờ mình sẽ đập hộp là các bạn sẽ rõ rồi mà. Đây, mình sẽ chọn máy chủ là miền Bắc 1. 2 triệu S-Coin trước này. Rồi. Thêm 1 triệu này. Và cuối cùng là 500. Rồi, và quay lại game nhé, xem nào. Đó, được tổng là 19 mảnh đá Tiger Dragon này. Và một cường hóa xem. Khẩu súng thuộc dòng MG. Đây, và đây là khẩu súng của chúng ta. Đã mắc cấp lần rồi. Và hiện tại đang sở hữu cái sát hại là 26 này, xạ tốc 104, tinh độ 48, ổn định 98, cơ động 28, xuyên 45, xạ trình 126. Ôi, cây này ngon phết nhờ, mình nhìn qua chỉ số thôi. Về xạ tốc này, sát hại là cũng không phải là loại yếu đâu, sát hại cũng khá là mạnh đấy. Xạ tốc thì cũng rất là nhanh, dòng MG thôi. Và nhất là cái độ xuyên, mình cực kỳ là ngạc nhiên với độ xuyên của cái dòng súng này. Độ xuyên tận 45 điểm và xạ trình cũng vậy. Xạ trình mạnh ngang với dòng AK. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ làm clip quay quân trang luôn với cái số kim cương này. Mình quay được 7 lần rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành quay một phát đầu tiên nào. Hy vọng rằng là phát đầu tiên sẽ may mắn. Nhưng mà đời không như mơ các bạn ơi. Đáng mề. À, cây vuốt ạ, vãi trưởng. Chung là cũng được, không đến nỗi là đen lắm. Mình xem cây những cây nào đã cường hóa. Đây, cây flash đã lên được sáng mờ rồi này. Và bây giờ thì mình sẽ trang bị cây súng MG để mình vào mình test cho anh em xem nhé, để xem cái độ uy lực của nó như nào. Mình thử sấy xem coi cái độ giật và cái độ và cái tốc độ xả đạn của nó có được ổn định hay không. Rồi cây súng thuộc dòng M60. Trời ơi, nó y hệt như cây MG trên phong mơ luôn anh em ạ. Tiếng súng y hệt luôn ấy. Các bạn nhìn kìa, mình giữ tay một chỗ đạn hầu như là nó như hết không giật luôn ấy. Ui vãi trưởng thật. Thay đạn thì cũng khá là nhanh. Đây là mình bắn cố định, mình kìm tâm thật tốt thôi. Đó, quá là bá đạo luôn, đậu phộng 3.000 năm thôi, sở hữu một cây MG, bắn zombie cũng được mà bắn người chắc là cũng bá đạo đấy. Bây giờ mình sẽ cắt đục nha. Đấy, đục 45 thì nó bá đạo rồi, đêm hầu như mình thấy nó y chang như là mình bắn trực diện vào người. Rồi, phát ra mình quay phát tiếp theo đi, hơi mất thời gian của anh em. Nhưng mình phải review cho một cách gọi là mình phải review sao nhỉ? Review thật là kỹ càng về những cái súng mới trong cái sự kiện. Rồi mình sẽ quay phát tiếp theo đi. Hy vọng rằng là cái lần này may mắn hơn một chút. Ô. Sao bây giờ tỷ lệ ra súng nó thấp thế nhỉ? Thôi, hơi đen rồi anh em ạ. Thôi mình sẽ quay lượt phát tiếp theo nhỉ. Hơi mất thời gian. Quay luôn đi để xem có được cái gì nào. Ôi vãi trưởng thật. Ôi. Thôi. Đậu phộng, cái này là mình thấy hơi sai sai rồi đấy. Đen quá. Mọi khi thì mình hay làm clip đập hộp vào lúc đêm ấy thì quay gần trang nó may mắn một chút. Bây giờ trong cái thời gian cũng khá là chiều tối rồi. Thời gian nó hơi lệch một chút cho nên là quay rồi cái gì ấy, mình quay hơi đen đen. Cái quay quân trang nó còn phụ thuộc vào độ mật sự may mắn do thời gian nữa anh em ạ. Giờ mình sẽ test bot cái map. Đây, map này cho nó nhanh.
Rồi tiếp tục đi. Giờ mình cầm cái này mình sấy nào. Nó khá là giống dòng M60 Transformer, AMG Transformer. Rồi. Đạn quá là nhiều luôn đấy. Hiện tại thì cái dòng M60 đã có hai khẩu rồi, khẩu này và khẩu M60 Gold, cái khẩu mà bắn là có cái hiệu ứng nổ đấy anh em. Và mình cũng nghĩ cái khẩu MG trên phong mơ cũng là thuộc dòng M60 này, tại vì âm thanh và cách bắn của nó khá là giống nhau luôn. Đó. Rồi thoát ra, quay phát tiếp theo. Đã quay phát 3 phát rồi ra được mỗi cây vuốt, vãi trường thật. Quay bây giờ đen vãi anh em ơi. Mở luôn phát tiếp theo đi. Nào. Đùa nhau à. Mẹ lại vuốt cơ. Đinh công mệnh. Sao đen thế nhỉ. Xem cây vuốt lên được sáng 4 chưa. Vậy sao mà nó ra nhiều vậy. À cũng cần sáng 2 rồi anh em này. Còn 2 mảnh nữa thôi. Quay một phát ít 1 miễn phí này. Và quay lên phát tiếp theo luôn. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Flash thì mới mắc rồi sao ấy. Đâu mình xem lại cây cây flash. À đâu. Flash hôm nay đúng rồi. Cây này mới level 9 thôi. Bây giờ sao nhỉ. Giờ quay cũng khá là đen rồi. Mà đang còn 2 phát quay nữa. Mình sẽ vào vòng quay. Mình quay một phát X1 cái này này. Rồi quay quân trang. Quay phát tiếp theo luôn. Rồi Fire Dragon. Ôi Striker nữa này. Ngon đấy. Lần quay này thì may mắn hơn chút rồi. Cảm giác mà quay một phát quay mà ra hai khẩu Dragon nhìn nó rất là đẹp trai luôn nhá. Đẹp trai hơn nhiều so với lại quay ra được hai khẩu kỵ sĩ. Nhìn cái dòng ở Dragon nó kiểu như nó có cái sức đẹp riêng ấy. Rồi. Còn một phát quay cuối cùng. Giờ mình lại vào chiến đấu mình robot tiếp nha. Đấy. Mình sẽ bắn thêm cái dòng MG này xem như nào. Cảm thấy bắn khá là sướng. Đây là cây MG thuộc dòng Green, thuộc dòng gọi là yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật đây. Ông nào mà tàn phá môi trường nên sử dụng cái cây này thì sẽ hạn chế được cái gì nhỉ? Mình chẳng biết nói gì nữa. Chung là cầm cái này mình cảm thấy mẹ mình yêu thiên nhiên vãi trường luôn anh em ạ. Không muốn gọi là không muốn phá hoại đi cái môi trường xanh đẹp của rồi phát ra luôn. Còn phát quay cuối cùng này. Quái vật cái gì đây. Quái vật thanh á. À quái vật xanh chữ X thì mình nhìn y hệt chữ H đấy. Màu xanh thì tựa cho thiên nhiên tươi đẹp. Lại đặt cho cái tên là quái vật xanh. Giống như người khổng lồ xanh ấy. Rồi quay phát cuối cùng này. Nãy giờ mình liên thuyên hơi nhiều. Nào hy vọng rằng phát này may mắn một chút cho nó rực rỡ. Đùa nhau. Rồi thôi, cây này là level 4. Rồi, nói chung là 7 phát quay ra được 2 cây vuốt level 7 này. Một cây Fire Dragon level 7 này. Rồi 2 cây Dragon level 4. Thật sự thì khá là đen. Sự kiện tuần này khá đen thôi, cũng không đến nỗi. Nhưng mà đáng tiếc là không quay được những cái dòng súng như là AK hay là Dragon AWP. Hơi nhọn một chút, cây này sắp lên sáng 3 rồi mà không ra được khẩu này. Để xem qua cái kho đồ bạn này. Cây này cũng thiếu một cây nữa thôi là lên được sáng 3 luôn. Một trong hai cây này không ra được cây nào, đáng tiếc thật. Tưởng áp bạn này là phải có cây dao này level 9 nhỉ. Rồi. Còn gì nữa không? Số tôm mới sáng mấy rồi.
sọc tôm đồ hai khẩu nữa, ba khẩu nữa chứ. Cái vuốt này lên được sáng ngang rồi này anh em ạ, vãi trưởng thật, quay ra tận hai cái vuốt luôn, hai cái vuốt liền luôn. Rồi ok, thì clip này mình cũng xin dừng tại đây thôi. Thì cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi cái clip này. Xin chào anh em nhé.